Thưa quý vị và các đồng chí, cách đây 77 năm, một không khí sục sôi, một khí thế cách mạng hào hùng đã bao trùm khắp quảng trường này. Đó là cuộc meeting do Mặt trận Việt Minh tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, thúc đẩy tổng khởi nghĩa và giành chính quyền trong cả nước. Và cách mạng tháng 8 đã thành công, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi ấy, đó chính là nghệ thuật nắm bắt và chớp thời cơ. Vào năm 1945, tình hình chính trị trong nước và quốc tế vô cùng phức tạp. Phát xít Đức, Ý, Nhật trên đà thất bại thảm hại. Liên Xô và các đồng minh đang thắng lớn. Ở trong nước, ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính hất cẳng Pháp. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị lịch sử Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, dự báo khả năng làm xuất hiện thời cơ cho nhân dân ta vùng dậy giành chính quyền trên cả nước. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945, Đảng ta tiếp tục đề ra nhiều chủ trương nhằm chuyển hướng đấu tranh cách mạng, củng cố lực lượng. Đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, ngay sau khi Nhật chính thức đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào đã quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Bác Hồ chỉ rõ, lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh đến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra khắp đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam. Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Thưa đại tá Trần Hồng Long, giữa tình hình bối cảnh trong nước và nước ngoài khi ấy, thì Đảng ta đã chỉ ra những thời cơ để tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 là gì? Có thể nói về cách mạng tháng 8 mình có thể khái quát thế này: mau lẹ, kịp thời, nổ ra đúng lúc phải nổ. Đó là một trong những cái đặc điểm nổi bật của cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45. Chỉ trong một cái thời gian ngắn là tình hình trong nước đã hội đủ 3 điều kiện. Một tức là cái dương cao ngọn cờ lãnh đạo, thì Mặt trận Việt Minh đã dương cao cái ngọn cờ lãnh đạo, tập hợp lực lượng. Thứ hai, có một đảng tiên phong, lúc đấy giờ chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng rõ ràng 5.000 đảng viên là 5.000 chiến sĩ ưu tú và đương đầu để lãnh đạo quần chúng để làm cái cuộc cách mạng. Cái thứ ba nữa là một cái phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng trong cái bối cảnh mà tình hình quốc tế đã hết sức thuận lợi, tình hình cách mạng ở trong nước đã có những cái chuyển biến tạo ra một cái thời cơ mới, thì Đảng ta đã chớp thời cơ. Vậy theo đại tá Trần Ngọc Long, nếu lúc ấy Đảng ta không chớp những thời cơ này thì diễn biến sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiến hành tổng khởi nghĩa sớm hơn hoặc muộn hơn? Cuộc cách mạng không thể nổ ra sớm hơn, bởi vì khi điều kiện chưa chín mùi, ngay tháng 3 năm 45 là khi mà Nhật đảo chính Pháp, thì rõ ràng thời cơ đã mở ra. Đảng ta nhận định là thời cơ chưa thực sự chín mùi, mà phải làm cho cái thời cơ đấy thực sự chín mùi. Và để làm cái thời cơ đấy thực sự chín mùi thì Đảng đã phát động một cái cao trào kháng Nhật cứu nước rộng khắp trong cả nước, mở rộng căn cứ địa, mở rộng khu giải phóng, xây phát triển nhanh chóng phát triển lực lượng vũ trang để làm nòng cốt cho cái phong trào quần chúng nhân dân, và đặc biệt xây dựng và phát huy vai trò của cả cái tổ chức cứu quốc. Lúc bây giờ có thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, các cái tổ chức cứu quốc đoàn kết xung quanh cái ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh để mà làm cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 giành thắng lợi. Như chúng ta đã biết ấy, lịch sử thì không có nếu như, nhưng phải thấy một cái điều thế này: nếu như cái cuộc chúng ta không chớp thời cơ lúc bây giờ để làm cái cuộc cách mạng mà làm muộn hơn, thì có thể cách mạng cũng sẽ nổ ra nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhờ có sự chuẩn bị lực lượng chu đáo, nhờ nắm bắt được đúng thời cơ vàng, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã giành được thắng lợi nhanh gọn, ít đổ máu, chấm dứt 80 năm đất nước phải chịu ách áp bức của thực dân Pháp, chấm dứt chủ nghĩa thực dân trên đất Việt Nam. Đó là một điển hình thành công về nghệ thuật dự đoán thời cơ, tạo thời cơ, nhận định chính xác thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ. Thưa đại tá Trần Ngọc Long, vậy thì sau cuộc cách mạng tháng 8, Đảng ta đã vận dụng và phát triển bài học về nắm bắt và chớp thời cơ trong các trận đánh sau này như thế nào, và đặt trong cả bối cảnh đất nước đang đổi mới và phát triển hiện nay ra sao? Trong hai cái cuộc kháng chiến, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biết vận dụng cái bài học về nắm bắt thời cơ trong cách mạng tháng 8 để tiến hành hai cái cuộc kháng chiến thần thánh giành thắng lợi. Chúng ta biết là năm 1954, với cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một cái thời cơ lớn
cho chúng ta như vậy là đánh một cái đòn quyết định để tiêu diệt những cái lực lượng chủ lực cơ động mạnh nhất của thực dân Pháp để mà kết thúc cái cuộc kháng chiến 9 năm. Trong kháng chiến chống Mỹ cũng vậy, qua hai cái mùa khô 65-66, 66-67 đã tạo ra một cái cục diện chiến trường cơ bản có lợi cho chúng ta. Thì năm 68, Trung ương Đảng ta đã quyết định mở cái cuộc tiến công, tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Và thắng lợi của cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 68 nó đã mở ra một cái bước ngoặt cho cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Và nó buộc, với cái thắng lợi đấy, nó đã buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận ngừng ném bom miền Bắc từ vị tuyến 20 trở ra, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận ngồi vào đàm đàm phán, và buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận từng bước rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Thì đến mùa xuân năm 75, thời cơ lớn lại mở ra cho chúng ta để mà hoàn thành cái cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, hoàn thành cái công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Còn sau khi miền Nam thống nhất thì rõ ràng đất nước chúng ta gặp rất nhiều khó khăn cái thời hậu chiến. Thì mặc dù lúc bấy giờ thì đất nước thống nhất rồi thì cái thời cơ mới mở ra cũng rất là lớn, nhưng mà thách thức cũng rất là nhiều. Nhưng Đảng ta đã từng bước tháo gỡ từng cái khó khăn và tranh thủ từng cái thời cơ để huy động, phát huy cái sức mạnh của thời đại kết hợp với sức mạnh dân tộc. Đảng ta đã tranh thủ cái sự giúp đỡ của các nước, mở rộng cái giao lưu với các nước. Đặc biệt là khi mà sau đại hội của Đảng năm 86 chúng ta tiến hành đổi mới, thì như vậy là cái trào lưu hội nhập quốc tế nó đã mở ra những cái thời cơ rất là lớn cho chúng ta phát triển kinh tế, nâng cao cái tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc phòng, tiềm lực quân sự, và để tạo điều kiện cho chúng ta để củng cố cái nền quốc phòng an ninh trong cái tình hình mới. Nhưng kèm về đấy thì tình hình trên thế giới cũng diễn biến rất là phức tạp, thách thức rất là lớn. Từ cái bài học từ cách mạng tháng 8 phải nói Đảng ta trong quá trình vận dụng thời cơ phải nói là có những cái quyết định rất là sắc sảo để một mặt tranh thủ sự giúp đỡ để mà củng cố xây dựng cái tiềm lực cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng mặt khác như vậy chúng ta cũng tránh được những cái nguy cơ của các cái cuộc chiến tranh, nguy cơ của các cái phần tử chống đối mà muốn chống phá cách mạng Việt Nam. 77 năm đã trôi qua, bài học về nắm bắt và chấp thời cơ vẫn có ý nghĩa lý luận thực tiễn, tính thời sự sâu sắc đối với công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp của dân tộc được nâng cao, đó chính là những giá trị vô giá mà nghệ thuật nắm bắt và chấp thời cơ đã góp phần mang lại, và chắc chắn sẽ tiếp tục tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.